Kim Thoa sẽ đưa quý vị đến với huyện Bình Chánh để đến nhà bạn Trần Thị Linh, nhân vật tham gia chương trình ngày hôm nay. Và bạn Linh thì năm nay chỉ mới 26 tuổi thôi, nhưng mà vì sao cô ấy lại đăng ký tham gia chương trình? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Cùng vào nhà Linh quý vị nha. Chào Linh. Vào nhà ha. Bạn Trần Thị Linh, 26 tuổi, độc thân, hiện đang là kế toán tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Điều gì đã khiến cho cô gái có vẻ ngoài khá nhút nhát này đến với Tự Tìm Đẻ Đẹp? Dạ thì em là người phụ trách bên doanh thu với công nợ, với lại bên thuế. Thì hàng ngày chỉ có phần sổ sách bên doanh thu với công nợ là nhiều, còn thuế chỉ có tới quý mới làm một lần thôi chị. Thường là cuối năm là mới có tài chính rồi chị. Lên sổ sách đồ đó là cho phải ôm về nhà làm luôn chị. Năm thì cũng có một lần thôi, bình thường thì nó cũng bình thường. Dạ, cũng nhà ha. Nhưng mà cái giọng của Linh thì hình như là không phải gốc ở Sài Gòn đúng không? Dạ không, em ở Quảng Ngãi. Tại vì trước kia thì ba mẹ vô trước, ba mẹ làm đi trước thì xong đi học mới vô đây, lần lần vô đây hết chị. Em thì ở quê chỉ có làm ruộng, còn trong này thì đi học xong đi vô trong này thì đi làm thì nó cũng nhẹ nhàng hơn ở ngoài quê. Tại vì cao 1m mấy? Cao 1m6 chị. Khuyết điểm lớn nhất của mình về ngoại hình hiện tại là gì? Nước da em đang một phần, với lại phần là do em không biết dưỡng da, biết cách dưỡng da nên mụn lên rất là nhiều. Rồi bây giờ lý do của Linh khi mà tham gia vào chương trình Tự Tìm Đẻ Đẹp là gì? Thứ nhất là em muốn thay đổi về cái mái tóc của em, là dọn mười mấy năm nay vẫn y một kiểu đây chị. Em cứ tóc lá vậy là xong, cột đi làm là cột lên hoặc là đánh thác rít là xong. Trước mái lên như vậy luôn. Dạ. Đúng như vậy. Dạ đúng rồi chị. Thứ hai là cái vòng hai em hơi lớn á, nên mặc váy, mặc đồ đi tiệc rồi rất là khó mặc. Thường là em mặc váy xe á chị, che bớt cái vòng hai thôi, chứ còn thì bình thường cũng ít khi mặc. Đi làm thì còn quần tay áo sơ mi dài là xong chị. Đi tập thể dục là em có đăng ký một tháng đi với cái chị kia, chị cũng hơi tròn người. Chị rủ đi thì em cũng đăng ký đi theo với chị. Tập hai ngày bỏ chạy mất dép chị. Tại sao? Tập về cái mình mãi mình ê ẩm không chịu nổi. Bị đau người hay là dạ. Sợ rồi bỏ chạy đúng không? Dạ. Làm cái gì bước đầu tiên cũng phải khó khăn nên phải mình phải gọi là kiên nhẫn kiên trì thì mới được. Em cũng muốn thay đổi cái cách ăn mặc thường ngày của mình á, cho trẻ trung hơn tí, năng động hơn tí. Tại vì đi làm thì cũng quần tay áo sơ mi, còn không bao giờ có quần riêng hay là gì trong tủ hết á chị. Nên là nhà mẹ cứ kêu người ta mặc quần riêng nhào ào, ngày tối cứ đạt đi may quần tay đan nó mới khổ chứ. Bây giờ bạn có muốn thay đổi ngoại hình của mình để bắt đầu một cái mối quan hệ mới và tìm kiếm một nửa kia của mình không? À dạ, cái đó thì gọi là duyên, nhưng mà thì cũng hy vọng là sẽ gặp được một đối tượng phù hợp. Sau khi thay đổi ngoại hình đúng không? Dạ. Cái hình mẫu đối tượng của mình thì nói như thế nào hả Linh? Cũng bình thường hả chị, miễn sao là có công ăn việc làm ổn định, với lại đại khái là cũng biết yêu thương gia đình, chăm sóc gia đình là được chị. Cần phải đẹp trai không? Dạ thôi chị, bình thường là được rồi, dễ nhìn là được rồi chị. Linh đến với shop thời trang nem ở đường Đồng Khởi nha. Giờ mình sẽ vào bên trong để gặp stylist. Rồi, xin mời. Giới thiệu với anh Tính, đây chính là bạn Linh, nhân vật của chương trình hôm nay. Và Linh đến với chương trình thì cũng khá là đơn giản, cũng giống rất là nhiều các chị em mà khi đến với chương trình. Nhưng mà riêng Linh thì như thế nào ạ? Thì về cơ bản thì Linh có thể là tầm ở điểm trung bình. Ngược lại thì Linh bị hạn chế là thân người của Linh rất là khó chọn đồ. Vì tỷ lệ cơ thể của Linh rất là không đồng đều. Giống như anh ví dụ giống như là ở phần dưới có thể là size M, nhưng phần trên là size S hoặc XS. Thì khi mình lựa đồ thì rất là khó. Nhưng mà cũng không cần ngại. Nếu mình biết những chọn những trang phục mà phù hợp với Linh thì anh nghĩ không đến nỗi Linh rất là khó chọn đồ đâu. Thường là thích màu đen hay là những cái nào mà đơn giản á, nên thành ra chị có khuyết điểm của chị là rất là gầy. Nhưng mà chị lại chọn cho mình màu đen thì càng làm cho chị gầy và tối hơn nữa. Thì thay vào đó chị giúp cho em chọn cho mình những bộ trang phục chẳng hạn ra màu sáng hơn, những hoa văn họa tiết mà nó làm nổi bật lên cái phần ở phần trên vùng một của mình thì nó sẽ đẹp hơn. Ở dưới thì mình có chọn cái xòe và rộng thì nó sẽ tôn được vóc dáng mà của chị hơn. Chị giúp cho em chọn những bộ trang phục mà chị cảm thấy là hàng ngày chị ưa chọn để em biết cái bắt đầu cái em sẽ gửi đó cho chị từng bước. Dạ rồi, xin mời lên. Okay.
Tự nhận thấy bản thân thiếu tự tin trong giao tiếp và rất yếu trong việc làm đẹp cho bản thân, trước khi được stylist tín nguyện tư vấn về cách lựa chọn trang phục, thì ngay lúc này Linh phải tự tay lựa chọn trang phục cho mình. Đó là những trang phục nào? Dạ rồi, đây là những cái trang phục em vừa chọn, không biết là mình có phù hợp với những cái này không nha anh? Anh tư vấn giùm. Giống như lúc nãy mà em vừa nói với chị, đó là những bộ trang phục như thế này, chẳng hạn như đây là mắc lỗi màu đen. Đúng là nó sẽ che phần hông của chị đó, nhưng mà nó làm mất luôn cả phần ngực của mình. Màu đen như thế này hay chỉ là màu trắng thì rất là đẹp so với chị, kiểu dáng này rất là hợp. Hoặc là chọn trên hoa với đen hoặc trên sọc với đen đó. Rồi tiếp theo trang phục này cũng trắng đen, bộ này rất là sang, rất là đẹp, nhưng mà tùy vào thời điểm thôi. Chẳng hạn bộ này là mình có rồi, mình sẽ chọn màu sáng hơn, có những màu sáng thì mình chọn cái sọc này sẽ đẹp hơn. Dạ. Kiểu dáng anh thấy ok đẹp á. Dạ rồi. Còn cái bộ này thì đen nữa. Đen với trắng nữa. Nhưng mà những bộ trang phục như này nó quá teen. Chẳng hạn những cái cổ như thế này, những cái chiếc váy như thế này nó rất là xòe. Chẳng hạn như nếu mà chọn giúp em cái cổ như thế này bằng cái chiếc vòng tay kết hợp ống thùng thì sẽ ok hơn. Còn những chiếc váy như này nó tầm ở độ tuổi khoảng chắc tầm khoảng 18 tới 23 thôi. Thì mình sẽ chọn một chiếc váy kẻ sọc thì nó sẽ, hoặc là một chiếc váy màu chiếc váy ôm bút chì mình đóng thùng mình sẽ sang hơn. Thực sự là cái áo thì em không chọn rồi đó. Vậy thôi thì cũng trăm sự nhờ anh Tín Nguyễn. Rồi chị chờ xí em đi, em sẽ tìm một trang phục cho chị. Dạ. Đây là bộ trang phục mà em nghĩ là sự phù hợp với chị. Đây, những cái gam màu xanh cobalt như thế này nó rất là sang trọng, kết hợp với màu đỏ chi tiết đen này nó giúp cho chị sáng da hơn. Giống như em nói là ở phần trên nó nổi màu lên, ở dưới xòe như thế này nó sẽ ăn gian được vòng eo của mình. Thường mấy cái này nếu mà mình đi chung với phụ kiện thì cần có cái gì không anh? Mình chỉ giúp cho em mang đôi giày cao gót đen, những cái ví màu đen thôi thì nó sẽ bật hơn cái đầm của mình. Linh có còn thắc mắc gì về trang phục này nữa không? Dạ em thấy nó rất là đẹp, giờ em muốn đi thử. Thôi bây giờ thì cảm ơn anh Tính nha. Bây giờ em sẽ đưa Linh vào thử cái trang phục này. Nếu như mà đẹp rồi thì em sẽ đưa Linh đến với salon tóc Chief Photo cô làm tóc và make up. Nhưng mà nếu mà chưa đẹp thì phải ra lựa lại cái trang phục chắc khác nha. Chắc quá. Rồi cảm ơn anh Tính nhiều. Đi Linh. Bây giờ mình sẽ vào bên trong để gặp chuyên gia của salon tóc Chief Photo Tokyo. Xin chào chị Hằng. Đây. Ơi, giới thiệu với Linh, đây chính là chị Hằng, là chuyên gia của salon tóc Chief Photo Tokyo. Và bây giờ thì Linh sẽ ngồi vào chiếc ghế này nha, và chị Hằng sẽ bắt tay vào làm tóc cũng như là make up cho Linh, và để xem là ngày hôm nay Linh sẽ được thay đổi xinh đẹp đến như thế nào. Rồi, xin mời. Xin mời em. Với cái gương mặt của mình đó, với lại nghề nghiệp của mình và cái trang phục sáng mình chọn đó, thì chị sẽ cắt ngắn lên cho mình, nhìn nó sẽ trẻ trung và năng động hơn. Phần mái thì chị sẽ cắt ngắn một chút để che một phần khuyết điểm. Với lại gương mặt của mình nó hơi tối với lại nhiều tàn nhang á, với lại mụn thì chị sẽ trang điểm sáng hơn để cho mình luôn tươi trẻ và đẹp hơn. Trần Thị Linh, cô gái 26 tuổi luôn bị bạn bè, đồng nghiệp nhận xét là già hơn tuổi. Mong muốn được xóa đi ý nghĩ đó của tất cả mọi người, tham gia tự tin để đẹp, bạn ấy sẽ được các chuyên gia giúp đỡ như thế nào? Hiện tại đó chính là chị Phương Kiều, là một người bạn nhưng mà lại là một người chị rất là thân thiết với bạn Trần Thị Linh, nhân vật của chương trình hôm nay. Chị với Linh là hồi nước trước làm chung, nay cũng 5-6 năm rồi, chơi tới bây giờ luôn. Bây giờ hai chị em làm riêng hết rồi, cho nên là cứ thỉnh thoảng lâu lâu gặp nhau rồi đi ăn rồi đi xem phim hoặc gì thôi. Chứ cũng ít khi nào đi mua đồ lắm. Dạ. Phong cách của Linh thì như thế nào chị, theo chị nhận xét? Linh mặc đồ đơn giản lắm, không có thay đổi gì lạ hết. Cho nên là nay Linh rủ chị đi xem cái chương trình này để xem Linh nay khác như thế nào. Chị nghĩ chắc là đẹp hơn. Chuẩn bị tinh thần để chào đón sự xuất hiện của
Trần Thị Linh xin mời. Bẽn lẽn mất cỡ thì đúng không? Đã. Nhìn lạ đẹp. Yeah. Nhẵn gai luôn. Ừ. Chị thích nhất điểm nào với ngoại hình mới của Linh? Cắt thật đó chứ không phải giấu ở trong đâu. Cắt đó. Nay mặc áo đầm nhìn đẹp. Bây giờ cảm giác của Linh như thế nào? Gọi là khác hoàn toàn luôn. Ừ. Mọi khi toàn là màu đen với áo sơ mi rồi không đâu, này nguyên một bộ đầm mới, kiểu tóc mới. Không nhận ra luôn. Không nhận ra. Nhưng mà cái cảm giác của mình khi mà được các chuyên gia tháo màn trên tấm gương xuống đó Linh, thì lúc đó nó như thế nào? Không phải em đâu chị. Bây giờ thì lại Linh rồi đó. Thích hình ảnh hôm nay không? Dạ rất là thích luôn, không biết là tới nay về mẹ em nhận ra em không đó. Vậy hả? Rất là tiếc vì ngày hôm nay mẹ không có mặt ở đây để chứng kiến cái giây phút này. Một chiếc đầm xòe dài qua gối có tay, điểm nhấn là phần dây thắt eo. Màu sắc tươi sáng đã làm cho bạn Linh trở nên đầy đặn và khá phù hợp với vóc dáng không mấy cân đối của mình. Mái tóc dài màu đen quen thuộc đã được chuyên gia của salon tóc G-First Tokyo cắt ngắn, uốn đuôi nhuộm màu sáng. Cộng với đó là phần trang điểm phù hợp với khuôn mặt. Tất cả đã tạo nên bạn Trần Thị Linh dịu dàng, xinh đẹp và tự tin hơn. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Thế hôm nay mình đã cắt, uốn và nhuộm tạo kiểu cho Linh với lại trang điểm như thế này. Thì nhìn Linh nó trẻ hơn và tươi hơn. Khi đi làm chỉ cần tỉa dẻ chân mày một chút xíu, thêm một chút xíu môi nữa thì gương mặt mình nó sẽ tươi hơn và sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Khi về nhà thì mình nên quấn lô, với lại mình sấy nhẹ một chút xíu thì tóc mình nó sẽ bồng bềnh hơn và nó sẽ cúp đẹp như thế này hơn. Thật là em rất là cảm ơn chương trình cũng như là chị nguyên một buổi chiều nay là trang điểm, làm tóc rồi cho em biến em thành một người khác hoàn toàn luôn. Ơn chị. Cảm ơn chị nhiều nhá. Rồi, còn đây là một món quà mà chương trình sẽ gửi đến em. Phiếu quà tặng mỹ phẩm và chăm sóc da mặt của Spa Vĩnh Tân. Phiếu quà tặng này trị giá 1.150.000 đồng. Và chúc em sẽ mãi luôn xinh đẹp, rạng rỡ và đặc biệt là cứ tự tin lên nha. Rồi, xin gửi tặng đến em. Dạ, em cảm ơn chị. Quý vị và các bạn cảm nhận ngày hôm nay cả hai nhân vật của chúng ta đó chính là bạn Ngọc và bạn Linh có sự thay đổi như thế nào ạ? Hết sức là tuyệt vời phải không nào? Và nếu như quý vị và các bạn cũng muốn tham gia vào chương trình Tự Tin Để Đẹp thì chỉ cần truy cập vào Facebook của Tự Tin Để Đẹp hoặc xem lại những số mà chương trình đã phát sóng thông qua kênh YouTube HTV Entertainment hoặc kênh YouTube MCV Media. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.